Phần 3, tập 34, đồ dự phòng. Đó là thứ bảy đẹp trời và Babu đang chơi bên ngoài. Cùng xem người bạn của chúng ta đang làm gì nhé. Đi nào, xe đưa, nhanh hơn đi. Tuyệt, đã sửa nó. Chắc bố có thể giúp mình sửa nó. Bố. Babu, chuyện gì vậy? Bố ơi, xe đồ chơi của con bị hỏng rồi. Bố đặt nó ở đâu rồi? Thấy rồi, các phụ tùng thay thế. Bây giờ chúng ta có thể sửa xe của con. Đầu tiên chúng ta lấy cái chốt ra. Sau đó chúng ta sẽ tìm cái thay thế. Không phải cái này. Này, cái này sẽ hoạt động. Chúng ta đưa phần đó vào. Xong rồi. Thật tuyệt, bố thật tuyệt vời. May mắn là bố còn giữ lại những phụ tùng này. Chúng rất hữu ích cho việc sửa chữa mọi thứ. Phụ tùng, vậy bố chỉ giữ một hộp xung quanh thôi hả? Thường xuyên vậy. Rất nhiều người làm vậy mà. Nhìn đi, chúng rất tiện khi sửa xe của con. Dạ, con hiểu rồi. Con có thể có một hộp không? Để bố xem. Đây, cái này. Con có thể thay thế các phụ tùng con tìm thấy ở đây. Thật tuyệt vời. Cảm ơn bố. Mình nên bỏ gì trong hộp trước? Một quả thông. Đó là một chiếc lông vũ. Một cái nút chơi bằng gỗ. Mình có thể đặt gì khác vào hộp đây? Âm thanh đó là gì vậy? Chào thầy Mark. Thầy đang làm gì vậy? Này nhóc, thầy đang sửa vòi nước. Nhìn này. Nó vẫn không hiệu quả. Thầy sẽ phải có một phần mới. Thầy Mark, đây có phải là hộp phụ tùng của thầy không? Đúng, đây là những phụ tùng và dụng cụ thầy mang theo bên mình. Thầy Mark, con cũng có một chiếc hộp như vậy. Tuyệt lắm nhóc. Hay là thầy đưa cho con thứ mà mỗi chiếc hộp đều cần nhé. Kim băng. Đây nhé. Cảm ơn thầy nhiều. Tuyệt. Một chuỗi dây thật tuyệt. Babu, Babu, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang lắp đầy cái này. Có rất nhiều thứ ở đó. Các cậu, xem món đồ chơi của tớ vừa có nè. Máy bay trực thăng. Thật tuyệt phải không? Cao quá. Nó đâm vào cái cây rồi. Ôi không. Hoàng tử Tiki, tớ có thể sửa được. Cậu chắc không? Chắc. Để tớ xem nhé. Tớ sẽ tìm cách để sửa nó. Được rồi, hãy sửa món đồ chơi này. Dây cao su. Vậy không hiệu quả. Tớ nghĩ tớ làm được rồi. Cậu làm được rồi. Ồ không. Nó lại hỏng lần nữa rồi. Chắc tớ phải mua một chiếc trực thăng mới thôi. Được rồi. Nếu vậy thì chúng ta chơi bóng đi. Ừ. Đi chơi thôi Babu. Không, cảm ơn. Gặp sau nha. Sau đó họ đi chơi bóng. Con không muốn đi. Con không thể giúp sửa được món đồ chơi đó. Con có nghĩ rằng đồ đạc của con là vô dụng không? Con không biết. Mọi thứ trong chiếc hộp đó không thể giúp được gì cho bạn bè con. Babu, con tìm thấy cái này à? Cho bố nha. Vâng, tất nhiên rồi. Thật tuyệt. Bây giờ bố có thể sửa chuông gió. Đó. Con thấy đấy con trai. Những cái nhỏ nhỏ này rất hữu ích khi con ít ngờ tới. Bố nói những thứ này rất hữu ích vào những thời điểm nhất định. Nhưng khi nào đây? Có đau không? Tớ không sao.
Nhưng quần của cậu không hề vậy. Ôi không, nút quần bị đứt rồi. Tớ không thể buộc chặt quần của mình. Tớ nên làm gì? Tớ biết rồi, từ đây thì sao? Được đó. Cậu giữ giùm tớ nha. Được. Cậu đang làm gì vậy? Có lâu không? Cái này. Tuyệt, cậu đã sửa nó. Không phải cái này. Có lẽ cái này. Cậu làm được rồi, Babu. Nhưng tớ không thể gỡ chúng ra được. Tay của tớ bị kẹt rồi. Hay là thử cái này. Được rồi. Quần của tớ sửa được rồi. Cảm ơn cậu, Babu. Những phụ tùng thay thế này thật sự rất có ích. Herbert, vợ của cậu hỏng rồi. Nó đã hỏng một thời gian. Babu, cậu có thể giúp tớ sửa nó được không? Dùng cái này. Nếu chúng ta buộc một cây gậy vào, nó sẽ giữ thẳng. Đây nhé. Babu, cậu đã thành công rồi. Các cậu, tình xấu. Thật kinh khủng. Sân vườn lớp ngập nước rồi. Chúng ta đi kiểm tra xem. Nó sâu lắm đó. Cây cối tội nghiệp của chúng ta. Tìm thứ gì đó để lấy nước ra. Nhanh lên. Đúng đó. Không ổn. Babu, dùng cái này đi. Ta mệt quá. Vẫn còn rất nhiều nước. Phải đó. Quá nhiều luôn. Sao thoát được đây? Tớ không biết. Sao lại có chuyện này? Các cậu, nhìn đây. Nước đang chảy ra từ hướng đó. Ở đâu? Ở đây nè. Đợi tớ với. Nó sẽ không đóng đâu. Chúng ta nên làm gì đây? Tớ là người khỏe nhất ở đây. Tớ sẽ đóng nó. Cố lên. Rainbow, cô ổn chứ? Tớ ổn. Làm sao giờ? Dừng lại đi. Tớ sẽ đi tìm thầy Mark. Lạnh quá. Tớ không thể ngăn được nước. Còn nhiều nước hơn nữa. Làm gì giờ? Chúng ta phải dừng nó lại. Chúng ta cắm một cái gì đó như thế kiểu gì đây? Cái này. Tớ hiểu rồi. Các cậu giúp tớ với. Tới đây. Được rồi. Thầy ấy đã sửa nó rồi. Ừ. Phải rồi. Ai là người nảy ra ý tưởng sử dụng đầu cắm vậy? Thầy Mark, con biết. Đó là Babu. Vâng, là cậu ấy. Ồ vậy ư. Suy nghĩ nhanh đấy. Cảm ơn thầy. Con có nó trong hộp phụ tùng của mình. Chiếc hộp nhỏ này đã cứu rỗi ngày hôm nay. Chúng ta phải đưa tất cả phụ tùng thay thế cho Babu. Phải. Ý kiến hay đó. Cậu ấy là vua dự phòng. Nè. Cảm ơn cậu, Babu. Không có gì. Tôi đã làm hỏng chiếc xe đồ chơi của mình. Babu, cậu có thể sửa nó cho tớ được không? Tất nhiên rồi. Babu, cậu thật tuyệt. Cảm ơn nha. Chào các bạn. Đôi khi những điều nhỏ nhất lại là hữu ích nhất.
Hãy làm học phụ tùng của riêng bạn nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Phần 3, tập 35, Khỉ bắt chước. Đã đến giờ học thể dục tại mầm non cây thông. Thầy Mark đã lên kế hoạch cho một nhiệm vụ đặc biệt. Các trò, hôm nay chúng ta sẽ đóng vai và biểu diễn. Biểu diễn ư? Như thế nào ạ? Các trò nghĩ sao khi liên quan tới thể thao? Hãy sáng tạo một màn trình diễn và biểu diễn nó. Vâng thưa thầy, thật tuyệt. Được rồi, bắt tay vào việc đó thôi. Rambo đi thôi. Hoàng tử Tiki, chúng ta nên làm gì? Tớ có vài ý tưởng rồi. Hãy biểu diễn kỹ thuật dùng gậy nào. 1, 2, 3, nhảy thôi. Được thôi. Nếu có giải thưởng, chúng ta chắc chắn sẽ giành được nó theo cách này. Suýt nữa thì quên. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Thật tuyệt vời. Violet, đây là gì vậy? Đó là một dải rêu băng. Tớ sẽ biểu diễn điệu nhảy rêu băng. Sao mình không làm vậy chứ? Trông rất thanh lịch. Mình muốn tìm học. Violet, cậu thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nhiều. Tớ mệt rồi. Tớ sẽ nghỉ ngơi một lúc. Các cậu cũng nên luyện tập đi. Tạm biệt. Tạm biệt Violet. Hoàng tử Tiki, Violet trông thật đẹp trong điệu nhảy đó. Thật tuyệt vời. Tớ nên thêm vài điệu nhảy tao nhã vào phần trình diễn của mình. Điều đó thật tuyệt vời. Babu, cậu tập ở đây nha. Tớ tập đằng kia. Được rồi. Làm sao Violet nhảy được như vậy? Có phải thứ gì đó thế này? Mình phải đi xem lại. Vậy là mình cần phải bước đi như thế này để trông thanh lịch sao? Thế này cũng khó, nhưng mình có thể làm được. Cứ vậy đi. Chuyện gì xảy ra với Tiki vậy? Cậu ấy bị thương sao? Tốt nhất mình nên giúp cậu ấy. Thế này, như thế này, và sau đó là thế này. Nói thật dễ dàng. Violet, Luna Lu, cùng nhau luyện tập nào. Được rồi. Cậu trông thật tuyệt khi xoay. Hai chúng ta đều tuyệt. Xoay ư? Tiki, chân cậu bị sao vậy? Vừa nãy cậu ấy quay như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chân cậu bị đau hả? Warren, hãy luyện tập nào. Warren, cậu thấy sao? Điệu nhảy của tớ đẹp chứ? Thầy Mark, cứu mạng. Tiki sắp biến thành con gái. Cậu ấy bị gì vậy? Chắc mình thực hiện sai động tác hay gì đó. Mình sẽ tìm ra nó. Mình sẽ đi xem cách Violet nhảy. Chắc chắn mình sẽ học được. Bông hoa này dành cho cậu. Rất đẹp đó. Tôi sẽ có cái này. Nó trông thế nào? Nó thật tuyệt. Hoa sao? Mình cũng sẽ cài một bông. Rất đẹp. Thật tuyệt phải không? Xem này. Cố lên Ryan. Cậu có thể làm được. Cố lên. Vic, cậu thật tuyệt vời. Cố lên Vic.
Cố lên. Cố lên, Vic. Cậu thật tuyệt vời. Ôi không, cậu có thể làm được mà, Vic. Tiki, cậu đang làm gì vậy? Mình nên giữ ngón tay như vậy. Thử làm thôi. Như vậy. Không, như vậy. Thế này hả? Đi thôi. Tiki, giúp mình với. Giúp mình. Hư hư. Hư hư. Cậu ổn chứ? Tiki, cậu có bị sao không vậy? Tôi đang cố gắng học một điệu nhảy. Hãy xem này. Cậu đã bao giờ thấy những động tác thanh lịch này chưa? Tiki, cậu có bị ốm không? Để tôi đi gọi y tá biết mình. Tôi cảm thấy ổn. Buổi biểu diễn đang bắt đầu. Buổi biểu diễn đang bắt đầu. Đi nào. Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng khác. Đẹp quá. Hoan hô. Bà Bưu, đi thôi. Đến lúc tỏa sáng rồi. Được. Tiếp theo là Tiki và Bà Bưu. Sắp bắt đầu đó. Sao không giống lúc đầu nhỉ? Cậu ấy đã thay đổi chương trình sao? Đây không giống như những gì chúng ta đã luyện tập. Tiki, Tiki, hoàng tử Tiki. Điều này không đúng chút nào. Hoàng tử Tiki. Màn trình diễn kết thúc rồi sao? Tôi không biết nữa. Hoàng tử Tiki, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không muốn biểu diễn nữa. Hoàng tử Tiki. Tiki. Tiki, sao vậy? Tiki, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi muốn màn trình diễn của mình đẹp mắt hơn, nên đã sao chép động tác của Violet. Nhưng tôi đoán tôi không thể làm được. Màn trình diễn đã bị phá hủy. Thì ra là vậy. Hèn chi nhìn Tiki mắc cười quá. Bây giờ chúng ta đã hiểu. Ồ, hèn chi. Sau đó thì mọi thứ đều là trò cười. Tiki, lấy cảm hứng từ người khác cũng được. Nhưng con cần tìm hiểu điều gì mới tạo nên con người con. Nếu không, con sẽ trở nên thật ngớ ngẩn. Dân ạ. Tiki, tớ nghĩ màn trình diễn ban đầu của cậu thật tuyệt vời. Những động tác với cây gậy đó thật tuyệt vời. Màn trình diễn ban đầu của tớ. Đúng. Hoàng tử Tiki, hãy làm lại lần nữa. Tớ chắc chắn lần này chúng ta sẽ làm tốt. Đúng vậy Tiki, biểu diễn lại đi. Thêm một lần nữa. Đúng. Cố lên, cố lên. Được rồi. Coi đi nè. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đây chính là Tiki thật sự. Bây giờ tớ hiểu rồi. Điều quan trọng là chúng ta là ai. Hoàn toàn chính xác, Kido.
Này các bạn, chơi cũng được, nhưng hãy nhớ luôn là chính mình nhé. Bởi vì cậu đặc biệt và độc nhất, vì vậy đừng bao giờ quên điều đó. Tạm biệt. Phần 3, tập 36. Nước đến từ đâu? Đó là một ngày đẹp trời khác. Fix và Tremble đang làm gì? Những chiếc thuyền nhỏ của chúng tớ chèo đi xuống sông trong khi chúng tớ chơi. Những con thuyền nhỏ thân mến, dòng sông trong vắt. Vì vậy, hãy ra khơi mà không sợ hãi. Rem, cố lên, thuyền của cậu đang chiến thắng. Cho tớ một phút. Rambo, cậu nên tập thể dục nhiều hơn. Nhanh lên, chúng ta đang mất chúng. Làm ơn, chậm lại đi. Thuyền của chúng ta, tớ nghĩ chúng ta mất chúng mãi mãi. Đúng, chúng quá nhanh. Chúng ta nên làm gì? Tớ biết rồi. Gì vậy Vic? Những con thuyền đã đi về cuối dòng. Chúng đi đến cuối dòng. Đó là đâu? Nó không hiển nhiên sao? Đó là bất cứ nơi nào dòng suối chảy xuống. Đúng rồi, cậu thật thông minh Vic. Tớ nghĩ chúng ta đã tìm thấy chúng. Tớ không thể tin là chúng ta đã làm được. Cuối dòng. Ở đây đẹp quá cơ. Nơi này tràn ngập chim. Đợi tí, chúng ta không thấy thuyền của chúng ta đâu cả. Đúng ha. Tớ tự hỏi chúng đi đâu. Đây là nơi dòng suối kết thúc. Vic, chúng ta hỏi mấy chú ngỗng đó đi. Họ ở rất cao. Có lẽ họ sẽ nhìn thấy thuyền của chúng ta. Ý hay lắm. Xin chào chú ngỗng. Xin chào, có gì sao? Chúng con đã mất thuyền ở thượng nguồn trước đó. Chú có thấy chiếc thuyền nào ở đây không? Thuyền? Không, không có. Lạ nhỉ. Chúng ta đã theo dòng chảy cho đến cuối cùng. Chúng nên ở đây chứ. Đây không phải là cuối đâu. Đây là cái hồ. Nó thậm chí còn chưa đến gần đoạn cuối. Dòng chảy vẫn tiếp tục và biến thành một lối thoát. Chúng ta cần cuối nguồn. Nhưng nó ở đâu? Để bọn chú giúp cho. Nước từ suối chảy vào hồ này, sau đó biến thành một dòng sông và chảy vào một hồ khác. Dòng suối đến hồ này, rồi trở thành sông. Dòng sông rẽ vào các hồ khác và chúng vẫn tiếp tục chảy. Các hồ, nhánh, sông, cửa xã khác nữa. Tớ bối rối quá. Phải, sao nữa ạ? Sau đó, tất cả đều chảy ra biển. Và thế là kết thúc. Vậy là biển. Thuyền của chúng ta đang đi trên một cuộc hành trình. Cảm ơn các chú. Không có gì, gặp sau. Tạm biệt. Thuyền của chúng ta đã biến mất. Chúng ta đã đi đến đại dương với đàn ngỗng. Này Tremble, cậu nghĩ suối bắt đầu từ đâu? Chúng ta tìm hiểu đi. Chúng ta sẽ theo nó ngược dòng. Sau đó chúng ta sẽ đến đó. Cậu nói đúng. Nào, đi thôi. Ừ. Rambo, nhanh lên. Dòng suối ngày càng nhỏ đi rồi. Chắc chúng ta đang ở gần rồi. Cậu có nhìn thấy nó không? Tớ nghĩ chúng ta gần đến đích rồi. Này chờ đã, chậm lại đi. Là nó à? Lối này. Tớ sẽ tìm qua đây. Chào, tớ là Tremble. Đây có phải là nhà của dòng suối không? Giờ sao? Tớ không nghe thấy gì cả. Đây có thể không phải là nó. Cứ tìm đi. Cẩn thận nha Vic.
Tớ không thấy nơi nào khác. Được rồi, chúng ta sẽ chia ra và hỏi mọi người. Được thôi. Rambo, Rambo, tớ biết câu trả lời rồi. Tớ phát hiện ra rồi. Tớ cũng vậy. Cậu trước đi. Tớ trước nhé. Tớ hỏi một chú chim nhỏ. Anh ấy nói với tớ rằng nước đến từ tất cả những đám mây. Điều đó có nghĩa đó là nhà có dòng suối. Vậy không đúng. Tớ hỏi một ông rùa già về dòng suối. Ông ấy nói rằng nhà của nước ở dưới lòng đất. Nó rất, rất sâu. Nghĩa là quê hương của dòng suối ở ngay dưới chân chúng ta. Ông ấy sai rồi. Ông ấy thậm chí không thể bay. Vì vậy ông ấy không thể nhìn thấy nước trong mây. Ừ, tớ hiểu những gì cô đang nói. Nhưng hãy nghĩ về nó. Dòng suối đang chảy từ những tảng đá ngay bây giờ. Ồ, hay quá. Cậu có nghĩ rằng cả hai đều đúng không? Có lẽ. Chờ đã, chúng ta nên tìm ai đó hiểu rõ khu rừng này hơn bất cứ ai. Nhưng là ai chứ? Tớ biết. Bác Billy già. Bác Billy già. Bác Billy già. Bác Billy già, chúng con muốn hỏi bác một câu hỏi. Ừ, hãy hỏi đi. Nước đến từ mặt đất hay là bầu trời ạ? Ý chúng con là chúng con muốn biết nước đến từ đâu. Bác có biết không? Chim thì nói đến từ mây. Đúng như ông rùa đã nói với con rằng nó đến từ mặt đất. Ồ, bác hiểu rồi. Nước đến từ đâu? Từ bầu trời, từ dưới đất. Bác có ý này. Chúng ta hãy đi đến lớp học. Bác Billy già, bác đang làm gì vậy? Kiên nhẫn đi, bác sắp xong rồi. Được rồi. Tại sao bác lại vẽ thứ này? Đó là những ngọn núi. Đó ắt là một bản đồ. Nhìn lên đó đi, có những đám mây. Có lẽ tớ đúng. Nhìn thấy mặt trời chứ? Đó là một phần của câu trả lời. Các con thấy đấy, nước không có sự khởi đầu và nó không có kết thúc. Nó lưu thông khắp hành tinh. Nó lưu thông. Nhưng nghĩa là sao ạ? Dòng suối không có nhà. Bác sẽ cho các con thấy. Nước từ trên núi xuống thành sông, suối. Sau đó nó sẽ đi ra biển. Nhưng nước trên núi đến từ đâu? Con nghĩ ở đâu? Từ lòng đất. Từ tất cả những đám mây. Đoán tốt đó. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào ấm trà đó. Nó rất nóng, đừng chạm vào nó. Các con có thấy sương mù bốc lên từ mặt nước không? Nó biến mất phải không? Phải ạ. Bác Billy già, hơi nước có liên quan gì đến những ngọn núi? Hơi nước mà các con nhìn thấy trong ấm trà vẫn là một loại nước. Nó được gọi là sự bay hơi. Bay hơi. Mặt trời chiếu sáng trên đại dương. Nước từ đại dương sẽ trở thành khí và bay lên trời. Khi gặp không khí lạnh sẽ tạo thành mây. Rồi gió mang mây về núi. Sau đó nó lại biến thành nước và rơi xuống dưới dạng mưa. Nó đi vào dòng chảy, vào đại dương. Nơi nó làm lại là tất cả. Đây là dòng tuần hoàn của nước. Bây giờ con hiểu rồi. Vì vậy mặt trời cực kỳ quan trọng. Nó giúp chúng ta được rất nhiều điều. Này nhìn này, đó là hoàng hôn. Nó đẹp quá nhỉ.
Tạm biệt mặt trời. Cảm ơn. Tạm biệt mặt trời. Cảm ơn. Xin chào. Hôm nay chúng ta đã học về vòng tuần hoàn của nước. Cậu nên chia sẻ những gì cậu học được hôm nay với bạn bè. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.